anh hãy review bữa cơm của anh đi. Bữa cơm của mình á, mình sẽ ăn đây hình như là 522. Còn phần này là 500 đúng không? 500g thịt gà tổng hợp kho với gừng. Tại vì ăn gừng á, nó giúp cơ thể phục hồi rất là nhanh. Nhưng mà sẽ rất nhiều bạn sẽ không luyện được cái bài tập mà ăn gừng như thế này. Bởi vì là nó rất là khó, cho tôi sẽ phải luyện rất là lâu tôi mới ăn được một lát gừng như thế này. Rồi dưới này là 4 chén cơm. Đó, như này là 4 chén cơm đầy. Vị chi là 4 chén cơm, khoảng chén cơm đầy này nó phải cỡ 200 calo một chén, tức là cỡ 800 calo khi đến được cơm. Nửa ký gà kho gừng thì ước tính thôi nha, máy tính phần mềm tính sau nha. Nửa ký gà kho gừng nữa cộng lại cỡ cái tô này khoảng 1500 calo. Thêm cái nồi canh chua. Nồi canh chua này nãy là bỏ 3 trái cà chua, hành lá, mấy quả trứng quên nha. Hai quả trứng gà là khoảng tầm hai quả trứng gà nguyên đúng không, là khoảng tầm 200 calo nữa. Cà chua thì thôi khỏi tính calo đi nha. Nghĩa là cái bữa ăn của tôi thì nó khoảng tầm 1500 tới 1700 calo thôi, nó không nhiều lắm đâu. Với tôi thôi nha. Bạn bắt chước tôi, bạn ăn giống tôi, bạn không tập cái mức như tôi, bạn mập ráng chịu á, nói trước nha. Đừng bắt chước ăn giống tôi nha. Dạ, không thể này. Gà có da ăn da luôn mà. Đừng bắt chước ăn giống y chang bữa ăn của tôi nha. Bạn cần phải tính toán lại ha. Tại tôi ăn như thế này tôi vẫn bị sụt ký và bị vẫn bị giảm cân, gọi là đôi khi là nó cũng không có đủ năng lượng thặn dư để nó tăng cân đâu á. Nghĩa là cái mức mà vận động và mức tiêu thụ năng lượng của tôi nó rất là lớn nha. Đừng bắt chước ăn giống tôi nha. Ăn ít lại thôi, tùy cái nhu cầu của bạn nha. Bạn ăn cỡ này là bạn ăn không nổi đâu. Tôi ăn đây nó rất là ngon.